Em Hằng Nghe xin chào cả nhà Mê Hoa Lan ạ. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày cuối tuần. Bên em có một chậu kim thoa long nhãn đang là nợ. Vâng, cái này bên em hôm trước nợ được, chắc cũng phải được một tuần rồi. Ý em nói là nó cũng khá nhiều nụ á. Nó nở luôn phiên á, tới hôm nay thì là được khoảng một tuần, cũng có một số bông cũng đã tàn rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao năm nay cái bụi này nó được mùa hoa như thế. Vâng, theo em nhìn thì giống như cành nào cũng có hoa. Mười mấy hai chục cái cành hoa luôn. Cây kim thoa đây thì hoa nó to hơn là cái cây long nhãn. Hoa nó to hơn là cái cây long nhãn. Và cái đặc biệt của cái cây kim thoa là cái môi của nó đó. Cái môi của nó không có cái tua râu á. Cái môi của nó không có tua râu và hoa thì rất là thơm ạ. Hoa thì khá là thơm. Cái chậu này của em cũng mười mấy 20 cành hoa đó. Hôm trước thì em Nghe đã bán cho quý khách hàng của mình về để sưu tầm rồi. Nay em còn một hai chậu để làm, nói chung là làm kiểng đó, làm kiểng để chơi theo đam mê là sưu tầm. Mùa nào cũng có hoa có cây và để có thông tin, nhiều khi có khách hàng hay là quý anh chị em mình hỏi đó. Thì em có biết về cái cây này và để em trả lời cái chủng hoa, loại hoa mà mình biết. Hiện tại thì cái Facebook Hằng Nghe của em là đã lấy lại được rồi. Tuy nhiên là cái phần mà livestream để bán hàng và phục vụ quý anh chị em Mê Lan trên mọi miền thì em vẫn đang là bị giới hạn cái phần đó. Em cũng không biết sao là bị vi phạm cái gì á. Có nghĩa là theo em đoán thì chắc là do mình livestream rồi mình mở nhạc để mình nghe cho nó đỡ buồn thì lại vi phạm vào cái bản quyền nhạc gì đó. Vì thế mà em vẫn chưa có thể live mà bán hàng được á. Cho nên là em cũng đang muốn chuyển cái tài khoản livestream của em qua bên kênh YouTube. Nhưng khổ cái là bên đó em chưa có đủ cái hội viên á. 1.000 hội viên thì em mới có khả năng là live ở bên đó được. Cho nên là cũng tha thiết mong mọi người chia sẻ và ủng hộ cái kênh của bên nhà em cũng như là cái vườn của em Hằng Nghe một chút ạ. Còn hiện tại thì cái kênh của em mới được 800 người ạ. Dạ, em vẫn đang còn cần 200 hội viên để đăng ký vào cái kênh Hoa Lan Lan Vườn Mẫu Lộc á. Để em có, nói chung em có cái cơ sở với lại em có cái nơi để em một là cũng phục vụ quý anh chị em khách hàng của mình, hai là cũng chia sẻ cái đam mê hoa lan trên mọi miền tổ quốc. Vì vậy cho nên là em Hằng Nghe được quý khách hàng, quý anh chị em bạn bè gần xa yêu mến. Dạ, mong quý anh chị chia sẻ giúp để cộng đồng chơi len họ có thể biết đến Lan Vườn Bảo Lộc. Và em cũng nghĩ là đây là một cái địa chỉ cũng như là một cái nơi để cho quý anh chị em sưu tầm các loại lan rừng bên em có. Em Nghe xin chào cả nhà Mê Hoa Lan nha. Cái số điện thoại của em thì vẫn như cũ là 0916582133. Quý anh chị có sưu tầm, nhu cầu sưu tầm cây gì đó thì cứ mạnh dạn để lại lời nhắn thì em sẽ cập nhật sớm và trả lời quý anh chị em cứ hàng mình nha. Vâng, chúc cả nhà thứ bảy thật là vui vẻ. Dạ, cây kim thoa long nhãn xin chào quý khách hàng luôn nhé.